Hello mọi người nhé. Hôm nọ thì em đội có đi vào trong Buôn Ma Thuột bàn giao cái chiếc xe Mazda BT vào trong anh, thì được ông anh để cho cái chiếc xe về đến Đà Nẵng thì lại được thêm ông anh để cho cái chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2015, số sàn một cầu màu cam nhé. Đây là toàn bộ các phần đồng sơn của chiếc xe này. Xe thì bao zin bao đẹp, xe biển 43C28238 nhé. Đây, toàn bộ lốp lắp rất đẹp này. Đồng sơn là nguyên zin. Đấy, đèn pha của chiếc xe này cực kỳ đẹp nhé. Kính đèn thì đều được dán phím cách nhiệt, mặt ca lăng này đến đèn pha. Đấy, toàn bộ xe thì bên em đợi đã kiểm tra và cam kết bằng văn bản sẽ không đâm xô tai nạn ngập nước. Máy số là zin. Đồng sơn này, bên lái bên phụ xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao. Và toàn bộ các cái phần lốp lắp la răng đúc này, khung gầm của chiếc xe này khá là đẹp nhé quý chị nhé. Tất cả các cái phần bướm gầm này, cu lốp này, kèo canh cửa này đều đẹp. Và xe được trang bị xi nhan trên gương, gương gập điện này. Đấy, phiên bản số sàn một cầu bậc này. Đấy, gầm cầu của chiếc xe em quay mộc cho quý chị nhé. Ở cái tầm tài chính hơn 300 triệu một chút thôi. Anh em nào mà quan tâm đến cái chiếc xe Isuzu ăn chắc mặc bền, đi đổ đồng cối đá thì quan tâm chiếc xe này nhé. Cản sau đèn hậu của chiếc xe này còn khá là đẹp nhé. Đây, tất cả các cái phần bướng cản sau này còn nguyên zin. Lốp lắp này, gầm này, đều đẹp nhé. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhé. Vâng, đấy, toàn bộ các cái phần đồng sơn bên lái của chiếc xe này còn nguyên zin. Bậc lên xuống la răng của chiếc xe thì khá là đẹp. Sắt xi khung gầm này. Toàn bộ lốp này, sắt xi của chiếc xe đây, xanh mướt luôn. Và toàn bộ các cái phần tay nắm cánh cửa mạ chrome, kính đèn zin hết nhé. Từ các cái phần cu lốp này còn rất là đẹp. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ các phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ cột kèo, tắp ly, cánh cửa của chiếc xe là bao zin nhé. Tắp ly trước sau này đều rất là đẹp nhé. Nội thất ghế đây, ghế nỉ nguyên bản từ đầu, trần bọc da, trải sàn 5D. Đấy, tất cả các cái phần nội thất thì khá là đẹp. Và cột kèo gioăng chống ồn là zin. Tất cả các phần tắp ly này, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, rất mới và đẹp. Kính thì đều có số 5 theo năm sản xuất 2015 nhé. Nội thất ghế phía trước đây, ốc cột này, tem mác cột là bao zin này, toàn bộ các cái phần ốc này, bậc lên xuống này, trải sàn này, vô lăng của chiếc xe còn khá là đẹp, bóng khí là nguyên zin, xe được trang bị màn hình này và toàn bộ cột kèo này, táp ly này rất là mới và đẹp nhá. Anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhá. Đây là cái phần sàn thùng của chiếc xe này, sàn thùng nắp thùng cao nhá, không chứa hàng rộng gì. Toàn bộ các cái phần ốc này, đây, ốc sau này, đây, đèn hậu này, cốp này, sàn này, chỉ này, đây, zin hết nhé, đèn hậu này. Xe thì cam kết đẹp, chuẩn chỉ, không làm xe tai nạn, không làm xe ngập nước. Đây. Bậc lên xuống tay nắm cánh cửa này, nội thất ghế này, bên lái bên phụ này, rất là đẹp và nguyên zin. Anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì anh em Lợi khá là nhiều. Đây, toàn bộ máy này, khoang động cơ đây, chân đèn này, ốc này, cabo này, chỉ cabo đây. Đấy, tem mác cabo đầy đủ hết zin nhé. À, ốc đầu rằng này, nguyên zin hết nhé. Máy thì bao zin nhé. À, tất cả khoang động cơ là bao zin nhé. Đây, từng con ốc của bô của xá này, máy này, rất là đẹp nhé. Đấy, toàn bộ các cái phần sơn zin này, còn zin. Máy là bao zin bao đẹp nhé, hộp số nguyên bản nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2015, số sàn một cầu, máy dầu,
Bạn nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.